cách ni cột. Hello, Phương xây dựng chào mọi người nha. Phương xây dựng review đám cột, dựng cột, đổ cột luôn nha. Đây bắt đầu là mình đũa nha, Phương xây dựng đũa bê tông đây. Mấy bạn cột lớn cột 400 nha. Mình sẽ làm cái khung sắt mình sẽ niệt nó khỏi bị bung nha. Mình đăng vê hết luôn. Đó. Mọi người thấy không? Khóa này hàng cái đầu này, còn đầu này mình vẹn vô nè, thấy không, đa cấp luôn, chắc đổ trên đổ xuống, chập vừa xây dựng đổ xe trên đổ xuống cho mọi người xem nha. Đó, cái toàn cảnh cho mọi người xem luôn, toàn cảnh nha. Mày vô đi, mày vô đi, mày vô đi, anh quay đi. Nếu mày vô có bài thôi nhá. Rồi, ok. Bác tở đang đổ cột đấy. Bác này chắc nhiều tuổi đấy, bác này chắc nhiều tuổi nhất ở trong đám thợ đây. Bác tên gì bác nhỉ? Chắc có vẻ thấy bác đang đau lưng, bác đang thấy cái quải quải lưng quá. Mình ở dưới đây là anh Hùng, anh đang gõ cột đấy. À, anh quản lý công trình này anh. Thì hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem này, công trình này là nó tầm khoảng diện tích là bề ngang khoảng 8 mét, dài 15 mét nhưng mà với cột là 20-30 nhá. Đấy. Nói chung là các bác thợ đây chống cột quá kỹ, chống tứ trụ luôn. Bắt dừng lại, đừng đi qua, không.